Trong thời đại 4.0, việc tương tác cũng như truyền tải các thông tin trên môi trường mạng diễn ra rất phổ biến. Không nằm ngoài sự phát triển đó, thời gian qua, công ty Điện lực An Giang đã nỗ lực đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ về điện trên môi trường mạng nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Điển hình là việc hỗ trợ người dân tải và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng CSKH EVN SBC. Anh Trần Văn Sang là một trong những người dân ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, được tiếp cận và sử dụng ứng dụng CSKH EVN SBC từ khá sớm. Vào năm 2019, anh được nhân viên điện lực đến tận nhà giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng này. Nhận thấy sự tiện lợi, nhanh gọn mà ứng dụng mang lại, anh đã tải và sử dụng đến nay đã 3 năm. Khi sử dụng được app rồi thì mình thấy nó tiện lợi hơn. Mình chủ động tới đúng biết ngày đóng tiền mình sẽ đóng trực tiếp trên app. Mình tham khảo những chỉ số điện trên app. Khi mình theo dõi được thì mình sẽ nắm bắt được cái phần điện nào mình xài mà tiêu thụ nhiều quá. Mình sẽ giảm cái phần tiêu thụ đó lại theo mục đích là tiết kiệm điện đó. Chị Lý Kiều Thơ, ngụ phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cũng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện từ khá lâu. Chị cho biết giờ đây chị không cần phải ra quầy giao dịch của ngành điện mà vẫn có thể sử dụng các dịch vụ điện như đăng ký lắp đồng hồ điện, xem lịch ngừng giảm cung cấp điện, xem sản lượng điện, tiền điện hàng tháng, thanh toán tiền điện, báo sự cố điện, v.v. ngay tại nhà. Khi có sự cố điện thì tôi gọi điện thoại trên cái ứng dụng á, là tôi báo với nhân viên điện lực là đến là hỗ trợ cho tôi, và khi tôi gọi thì là nhân viên khoảng nửa tiếng là có mặt để mà hỗ trợ cho tôi hết. Tuy nhiên, một bộ phận người dân, nhất là người dân sinh sống ở vùng nông thôn, biên giới, sẽ khó tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến vì rào cản về thói quen và tâm lý. Thông thường, người dân đã quen với việc đến trực tiếp cơ quan đơn vị để yêu cầu các dịch vụ, nên khi chuyển sang phương thức mới, họ dễ có tâm lý e dè, ngại thay đổi. Sớm nhận thấy vấn đề này, công ty Điện lực An Giang đã đưa ra nhiều giải pháp để góp phần thay đổi thói quen truyền thống của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các chính quyền địa phương, thông tin trên thông tin đại chúng thì mình truyền tải thông điệp đến khách hàng. Đến nay thì người dân đã bắt nhịp với cái sự thay đổi của ngành điện. Nói chung hiện nay thì không phải riêng ngành điện mà tất cả các ngành khác thì khi chuyển sang môi trường số thì sẽ thực hiện theo cái mục đích chuyển đổi số càng ngày càng tốt hơn. Mà điều đó nó đem lại thuận lợi cho khách hàng càng nhiều hơn. Tính đến tháng 11 năm 2022, có khoảng 150.000 khách hàng của công ty Điện lực An Giang đã cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng và theo dõi kênh Zalo của ngành điện, chiếm tỷ lệ hơn 72%. Kết quả trên là cột mốc đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, công nhân viên công ty Điện lực An Giang trong quá trình thực hiện số hóa lĩnh vực dịch vụ khách hàng, đúng với phương châm thắp sáng niềm tin.